này, hai con thanh lý 81,1 triệu phải không ạ? À, về tự dọn đầu. Rồi lô này TL1 1,6 triệu. Đấy, 1,6 triệu. TL2 2,4 triệu. TL3 là 2 triệu. Rồi TL4 là 2,6 triệu. TL5 là 2,8 triệu. TL6 là 3,7 triệu. Đó. TL7 là 3,1 triệu, đồng giá 3,1 triệu. TL8 là đồng giá 5,5 triệu nha mọi người. Đó, toàn những máy lớn nhỏ đi khai thác chuyên nghiệp. Nó là lô tuyệt vời luôn, mà giá bên em đều rất là rẻ các mọi người. Mọi người mua hàng cứ liên hệ số Zalo 0974643 0337 0191 91, hai số Zalo của bên em nhé. Máy cực kỳ chất, đẹp, giá cực kỳ rẻ trong cái mùa Covid này cho mọi người. Mọi người mua thì cứ liên hệ trực tiếp Zalo của bên em. Nhớ cái mã số như TL, lô TL2 giá TL bao nhiêu, số 13, 14, 15 gì đó. Mọi người cứ nhắc như vậy là em biết cái máy đó, em sẽ quay video riêng lẻ cho mọi người coi trên Zalo. Mọi người ok, mọi người chốt cho em nhé. Rồi cảm ơn mọi người theo dõi video. Xin chào mọi người. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Thắng Máy Cơ Xích và Nông Cơ Duy Hải. Hôm nay bên em lên sóng giới thiệu cho mọi người một số lô máy giá cực kỳ rẻ luôn, mà em gọi tắt là lô TL. Hôm nay em mang đến cho mọi người lô TL1, TL2, 3, 4, 5, 6 và đến lên TL8 ha. Thì em để đồng giá hết. Đó, em có ghi giá đây, ví dụ như 2, 4, 5, 6 con máy này. Đó, 6 con máy thì đồng giá là 2,4 triệu một cây. Đó. Rồi lô kia thì có giá là 2 triệu này. Lô này thì giá 2,8 triệu này. Lô đầu tiên thì 1,6 triệu. Nhưng mà 1,6 triệu nó chưa phải là lô rẻ nhất nha mọi người nhé. Lô 5,5 triệu này, lô 3,1 triệu và lô 2,6 triệu và lô 3,7 triệu. Và một số cái mà nó ngoài lô. Đó. Thì hôm nay bên em chơi lớn với mọi người luôn. Đó, cung cấp cho mọi người một lô máy đồng giá luôn. Đồng giá máy có những cái thương hiệu đến từ Nhật Bản này, Đức này, Thụy Điển này. Đấy, rất là nhiều hãng nổi tiếng. Nói chung là top 3 hiện tại nó là Đức, Thụy Điển và Nhật Bản ha. Là những cái máy thương hiệu đến từ các cái nước đó, đình đám nhất là máy và dòng máy cơ xích ha. Thì hôm nay em giới thiệu đến mọi người. Thì mọi người mua ưng cây số bao nhiêu, ví dụ trong cái lô TL này ha, TL1 này, thì nó em sẽ ghi cái mã TL1 này, TL2, TL3 đó. Mọi người thích chốt con nào thì mọi người kết bạn Zalo, số điện thoại của em là 0974 644 973 0337 0191 91. Hai số điện thoại đây em đều sử dụng Zalo nha mọi người nhá. Mọi người vui lòng kết bạn. Cần test máy TL1 thì mọi người liên hệ trực tiếp Zalo của em là test máy TL1. Giá thì em để công khai là 1,6 triệu con máy đó thôi ha. 1,6 triệu con máy đó. Thì em sẽ review từng cây một để cho mọi người xem. Mọi người ưng chốt con lô con máy nào, trong lô nào thì mọi người cứ liên hệ. Ví dụ như TL1 là nó có khoảng 8 máy thì sang bên này thì nó có 9, 10. Thì em sẽ ghi số TL2 bao nhiêu số của máy ha. Thì mọi người chỉ cần nói và là em biết. Hay là nói TL2 là con số bao nhiêu, màu gì nên thì mọi người báo em. Mọi người chỉ cần nhìn vậy thôi, chứ nhiều khi có những cái thương hiệu Eltro, Kyurit thì tụi em là thợ, tụi em nhìn nó rất là trễ. Mấy bác mua hàng, mấy bác không có rảnh thì em có để số TL ha. Lô 1, lô 2, lô 3 đến lô 8 rồi. Rất dễ để mọi người phân biệt và đánh mã số từng lô luôn. Đây là rất là dễ dàng để cho mọi người mua hàng ha. Mọi người mua thì mọi người cứ liên hệ Zalo kết bạn cho em. Đó. Sau đó thì bên em sẽ hướng dẫn mọi người cách thủ tục mua hàng ha, và bên em sẽ ship hàng tận nhà cho mọi người thôi. Rất là đơn giản. Thì đây là trước khi vào 8 cái lô máy ngày hôm nay mà em giới thiệu mọi người, thì ở đây em có 2 cái máy cưa. Máy này đều máy Nhật bãi hết mọi người nhá. Nhật bãi hết. Nhật bãi hết. Đây. Tình trạng nó là như này. Thì con máy này thì nó chưa dọn nổ vệ sinh, lấy về thì nó dơ dáy như thế nào mọi người này. Đó. Hơi hám ok. Hơi hám ok, mình thử hơi cho mọi người xem. Đó. Rồi, con thử con kia luôn em. Một con tay ngắn, một con tay dài, con này tay ngắn ha. Đây, hai con. Đó, tình trạng là chưa có vệ sinh gì hết. À. Đấy, mọi người về tự xử lý. Đồng giá 1,1 triệu một cây. À, mọi người lấy con nào thì mọi người báo em. Máy nghi địa nhá, máy của Nhật á, Nhật bãi chưa dọn nổ ha. Mọi người muốn dọn nổ mọi người bỏ công ra mọi người làm là đó. Thì mọi người lấy cặp này thì 1,1 triệu một cây thôi. Này mọi người tự xử lý. Đó, có như thế này ha. Bao hơi nhá.
chật hơi, không có xước bít tông không có gì hết á, hơi là ok. Đó, đó, lô rẻ nhất trong ngày hôm nay, giá chỉ 1 triệu mốt thôi. Rồi, bây giờ em sẽ review sang cái lô đầu tiên. Em đánh mã số là TL1. À, em sẽ không kết tiếng nổ nhé mọi người nhé. Mọi người vui lòng thích con nào thì mọi người kết bạn Zalo. Giá thì em để công khai á, 1.600.000 một cây. Mọi người liên hệ trực tiếp qua Zalo. Mọi người thích con máy em test nổ máy, quay đoạn viên video ngắn em quay cho mọi người coi. Và nếu mọi người các bác nào mà thợ thầy mà muốn làm hết lô thì báo em. À, em sẽ cho cái giá cực kỳ tốt luôn. Vừa lấy chốt hết bằng này con thì em để cho giá mềm thôi, đồng giá rồi đó. Giá có đây thì giá thợ thầy sẽ rẻ hơn ha. Rồi ok, em sẽ quay review con TL1 ha. Con này là tay dài Hitachi. Phần cắt của cây lam được á, lam cắt được ha. Cắt này này. 3 tấc, xích chuột 1/4, lam đầu nhông. Đó. Đấy ha. Đây. Máy đẹp leng keng nha mọi người nha. Máy đẹp leng keng, máy Nhật bãi hết nha. Đấy. Rồi. 1.600.000 cây. Rồi mình sang cái TL2. Con này thì để em sẽ nói cho mọi người biết đó. Con này rơi tầm 30cc nha mọi người ha. Rồi. Để em sẽ báo công suất. Rồi mình thêm cái cân nặng đi. Lấy cái cân đi mày. Cho cân nặng này cho những cái đó để cho mọi người biết. Em báo là độ khoảng cách cắt được cây lam nhá. Đây, xong cân nặng này. Rồi công suất của máy là bao nhiêu cc là mọi người nắm được ha. Đó, 3 món đó. Rồi em quay review cho mọi người. Thì mọi người chỉ cần test tiếng máy nghe thôi. Rồi cái cân em hơi chơi. 4 cân rưỡi nha mọi người ha. Lam cắt được 3 tấc 30cc. Rồi cây số 1. Rồi sang cây TL2. Là thương hiệu đến từ Ribi. Con này nó là 38cc nha mọi người ha. Phần cắt được lam là 3 tấc rưỡi. Đó. Con này 38cc. Phần cắt 3 tấc rưỡi. Máy đẹp leng keng. Thử cân nặng coi. 5kg 2 nha mọi người ha. Con số 2 TL2. Rồi sang con tay ngắn Ryubi TL3, thương hiệu đến từ Nhật Bản luôn. Đó, lam cắt được 3 tấc rưỡi nha mọi người ha. Con này là 29cc. Máy đẹp leng keng. Lam xích. Ok hết mọi người nha. Mình cân thử này. Rồi, 3 cân 6. Đó, rất là nhẹ luôn, tay ngắn. Các bác nào mà thích leo trèo rong cành thì cắt cầm lên cao nha, rắc cắt con này thì cực kỳ ngon luôn. Đó, rất là rẻ luôn. Rồi, con này này. Cái con này nó như nhau nha mọi người ha. Em sẽ review cái lam ngắn. Lam này còn tầm 3 tấc thôi. TL4. Mọi người thích lam dài thì báo em chuyển lam dài nhá, miễn phí hết mọi người. Đó. Cân nặng cũng như con đó thôi, tầm 4 cân rưỡi. Công suất thì nó con này thì nó tầm 33cc. Đó. Rồi sang con TL5 thì nó hãng hiệu Zenot Komatsu. G3100. Đó. Thằng này top 1 Nhật Bản đây. Máy nổ bao êm 31cc nha mọi người nha. 31cc. Máy đẹp leng keng. Mọi người cần biết chi tiết thì liên hệ số Zalo 0337019191 0974644973 nha. Bên em sẽ quay chi tiết cho mọi người hơn nữa ha. Test tiếng nổ luôn. Đấy. Rồi con này 31cc. Lam cắt được 3 tấc. Đó. Cân nặng thì con này tầm khoảng 4 cân thôi mọi người nhé. Con này tầm 4 cân thôi. Con này thì nặng 4 cân rưỡi rồi. Nó giống như mấy kia thì em không cần phải cân nữa. Nó xem nhau. Đó, Shingu này. Máy đẹp leng keng. TL6 ha. 32cc cho mọi người ha. Lam cắt được 3 tấc. Đẹp leng keng cho mọi người. 4 cân rưỡi nhé. Đó. TL6. Các bác đang xem kênh YouTube thì vui lòng ấn đăng ký kênh để ủng hộ cửa hàng nhé. Và để cập nhật những video mới nhất của cửa hàng đăng lên nhé. Rồi tiếp theo là con TL7. Con TL7 là một cái thương hiệu nó là AA07. Hàng này là Trung Quốc xuất sang Nhật mọi người nhé. Máy này nói chung là đẹp như mấy thùng luôn. Hàng này xài rất là bền. Hàng Trung Quốc thì mọi người sợ chứ hàng này mà Trung Quốc xuất sang Nhật này nó xài rất là ngon nha mọi người. Đó. Mới tinh, con này mới 99 luôn mọi người. Làm xích quá ok luôn. Làm dài lắm, 3 tích rưỡi. Là phần cưa được nhé, em sẽ nói phần cưa được nhé. Xăng nhất ở đây, con này đẹp lắm. Máy có trợ lực nhé mọi người, ổ giặt trợ lực. Dễ nổ vô cùng luôn. Thật bao khỏe luôn. Đó, có 1.6 à, TL7. Rồi sang con TL8 này thì nó cũng giống như con kia thôi ha. Chắc cũng tầm 31cc thôi mọi người. Làm cắt được 3 tích nhé. Cũng 31cc thôi. Ờ đúng rồi, G31 ạ.
Đấy. Rồi ok, review cho mọi người xong cái Leuter L1. Giá chỉ 1,6 triệu nhé. Cân nặng thì nó chỉ có tầm 4,5 cân quay đầu thôi. Rất đẹp, máy nào cũng sẽ đằng keng. Đẹp lên keng rồi mọi người. Rồi em sẽ quay sang cái tên lô TL2. Cái lô TL2 này thì cái giá của nó thì nó sẽ cao hơn. À, phân khúc của giá của nó là đồng giá là 2,4 triệu nha mọi người ha. À, do để mã số nó bị sai ấy, nhưng mà có cái lô kia 2 triệu nên thôi em sẽ giới thiệu từ từ để mọi người có thể tham khảo nhé. Mình cứ đến từ TL1 và xong TL2. Đấy. Cái xem những cái máy ở đây thì có một máy, hai máy này giống nhau này. Đó, giống nhau. Mấy máy này nằm đứng. Lồng đứng, có hai con lên lồng nằm. Mã TL2 thì đồng giá là 2,4 triệu cho mọi người ha. Đồng giá 2,4 triệu. Thì em sẽ review con đây là mấy rồi ta? 8 rồi, 8 thì đây là đến 9 rồi mọi người. TL9 này. Con này là Sacroman thương hiệu đến từ Đức. Tôi quay cho mọi người coi. Xem con máy mà chỉ có 2,4 triệu nó cơ này. Con này là làm cắt được 4,5 tấc nha mọi người nha. Con này hàng lớn đấy, để khai thác đấy đó. Con này tới 43cc lận. Theo mà giá thì nó bình dân nên em sẽ để với cái giá bình dân cho mọi người luôn. Đó. Con này là 109. 43cc cho mọi người nhé. Đây này, rất là mạnh luôn. Con này nóng rơi tầm khoảng 40 ly. 43cc. Rồi cũng cân nặng, con này sao khá nặng đó. Máy co mà, để đi cắt mà. Dạ, nặng 6 cân mấy luôn mọi người. 6,3 cân. Đó, rất là to luôn. Làm cắt làm dài luôn. Đó, giá rất là bình dân nha. Dành các bác nào đi khai thác nhá. Bác nào đi khai thác thì con này quá ok luôn. Sắc công an hàng thương hiệu đến từ Đức cho mọi người nhá. Giặc con đi nha. Rồi, TL9 rồi mình sang cùng TL10 nhá. TL10 thì một cái thương hiệu Makita này. Cho bản cân luôn. Makita. Cái lam này thì khoảng cách cắt được của nó tầm 3,5 tấc. Máy khá là đẹp, mới tinh nha. E3640, mã nó E40. TL này TL10 nha mọi người, mã số TL10. Đấy. Công suất 36cc. Con này cũng để nếu cao cho gia đình thì không phải suy nghĩ đâu. Và cân nặng nó 6 cân nhá. Đó, khá là to nha. TL10. Rồi mình cũng sang TL11 cho mọi người. TL11 thì con này thì siêu nhẹ rồi. Con này thì nó nhẹ hơn hãng Makita sản xuất. Con này là Makita ME3201 cho mọi người. Phần cắt ở cục cái lam là 3 tấc thôi. Đó, xích chung luôn này. Chung chân 91. Cân nặng của nó 5,5 cân này. Con này dung tích xi lanh là 32cc. Máy có trợ lực bơm xăng phụ. Đó, máy khá đẹp mọi người. Thắng xích có luôn. Con này là TL11 cho mọi người. TL11. Rồi mình sang con TL12. TL12 ha. Là một thương hiệu Echokirit. Mã là 3202. Cân nặng chưa tới 5kg, 4,9kg thôi mọi người nha. Rất là nhẹ. Còn đầu mủ không. Hàng này thì đời mới rồi. Khoảng cách cắt được cái lam là 3,5 tấc. Máy có trợ lực nha mọi người nhé. Có trợ lực luôn. Bơm xăng phụ đây được. Đấy. Làm này. Đẹp lên tem. Đấy. TL12. Đấy, giá 2,4 triệu. Quá là rẻ luôn mọi người nhé. Lô người này là bán hình lý rất là rẻ cho mọi người luôn. TL13. 13 thì nó giống như 12 thôi mọi người nhé. Cân nặng nó cũng xem như vậy. Nhưng mà mã là 3201, 3202. Thì con này là 3201 thì nó có xả áp ở góc này. Đó. Máy đẹp lên keng. Phần cắt của cái lam là xích chung này. Lam cắt được 3 tấc. Đó, con này thì nó nhẹ hơn tí này. 4,6 cân chắc là xăng trong này nó ít hơn đó mọi người. Những cái này em đã có đổ tí xăng tí nhớt rồi mọi người nhá. Cái máy đang trong tình trạng là đổ xăng vô giặt là vài cái là nổ thôi. Đó, máy đẹp lên keng, mọi người thấy không? Rất là mới nhá. TL13. Rồi mình cũng sang TL14 ạ. 14 thì con này nó đầm hơn, nó nặng hơn này. Cân nặng là 5,4 kg. Hãng là sản xuất là Echo 332 nha mọi người. 332 này. Lam của nó là lam cắt được 3 tấc. 32cc nha mọi người nhé. À 33cc nha mọi người. Đó. Đấy, con này nòng rơi tầm 39 ly. À 3
38 ly nha mọi người. Cắt bề lõm hàng này mà xài gia đình thì hết sảy 37 luôn. Bền vô cùng. Rồi, một tàu máy giá chỉ 2,4 triệu nha. Đồng giá 2,4 triệu cho mọi người. Tha hộ lựa Makita Sakdoman này, Echokirit này, đấy. TL 2. Đồng giá 2,4 triệu. Quá là đẹp mọi người, mọi nhìn thấy đẹp không ạ? Đấy. Mình có sang TL 3 này, dáng nó bình dân hơn này. Đấy. TL 3 thì cô máy này thì giá chỉ 2 triệu đồng thôi. 2 triệu đồng một cây. Đó, 2 triệu đồng như này mọi người. Rồi 14 rồi phải không ạ? 14 giờ mình sẽ đến con 15 này, TL 15 này. Mọi người nhớ mã số giúp em nhá. TL 15 thì là một cái thương hiệu Echokirit để mới. Đó. Hãng của nó là hãng 3201. 3201. Nó mở chúng ta. Đây đây, nhớ rồi. 3201 nhé, đời mới nha mọi người nhé. Xài cái này xài cổ xăng này, xài fit luôn mọi người nhé. Đấy, em sao nó tự nhiên mờ quá. Cân nặng này 4 cân rưỡi nha mọi người nhé, 4 cân rưỡi. Có ổ con này được làm Latin nha mọi người, làm Latin luôn. Đấy, giá nhẹ, này chưa trong gia đình nhé. Đây là 15. Rồi TL 16 là một con tay ngắn này. Con này thì hàng hệ VIP rồi. 35. Hitachi CS 35, máy đẹp leng keng. Xích chung chân 91, phần cắt được 3 tức rưỡi. TL 16. Con này rơi tầm 33cc nha mọi người. Đẹp leng keng, con này phải nói là rất đẹp. 4 cân 1 nha mọi người nhé, cân nặng là 4 cân 1. Đẹp leng keng luôn. Máy tinh. Đó, chỉ 2 triệu thôi, rất là rẻ. TL 17 mọi người. TL 17 là một thương hiệu đến từ Shingu của Nhật Bản ha. Mã là 936, cân nặng là đúng 5kg luôn. Phần cắt của cây lan 3 tức rưỡi. Máy có thắng xích. Nói chung con này đời mới nha mọi người nhá. Phục những lò xo mọi thứ êm ái lắm, bền lắm. Xài lò xo luôn, 3 tức rưỡi này. Đó, nó rất là đẹp mọi người. 36cc mọi người nhé, cưa gia đình giá bình dân 2 triệu đồng thôi. Rồi mình sang con TL 18 này. TL 18 là thương hiệu Paulan, hãng Paulan của Mỹ sản xuất. Có bơm xăng phụ này, cót giật trợ lực này. Giá quá đẹp, bình dân luôn. Cây này là làm cắt được của nó là 3 tức rưỡi, xích mini chân 91, máy đẹp leng keng. Đấy không ạ? Hai ốc chân lam luôn. Đây. Giá chỉ 2 triệu đồng thôi. Để xem cân nặng nữa này. Con này thì nó rơi tầm 38cc. Ui à, con này nặng phết mọi người ơi. Có xăng có nhớt mà nó nặng gần 6kg luôn, 5,9kg lận. Máy nhìn đồ bổ không mà nó nặng ghê. Máy này lực lắm tại vì nó 38cc lận. Con này 36cc. Con này 33cc. Con này 32cc. Đó. Lô này thì em để cho mọi người đồng giá 2 triệu mọi người ha. Đồng giá 2 triệu. Rồi mình sang con TL4 nha. TL4 thì bây giờ là những cái dòng máy mà mọi người cắt chuyên nghiệp luôn rồi, đi khai thác làm nhiều nhá. Rồi giới thiệu cho mọi người là ba lô là dùng để trong gia đình thôi, cưa trong đình. Và ở đây thì những cái con máy toàn hàng hệ, toàn hàng đi khai thác, cắt dữ tợn luôn, làm việc nhiều, kiếm tiền. Thì mọi người dùng cái lô này cho em. Ở đây thì em có phân ra nó tới 4 lô lận, tức là nó sẽ có phân khúc giá tiền khác nhau. Đó, khúc giá tiền khác nhau mọi người xem nhé. Đầu tiên là lô này thì em TL4 này em để đồng giá 2,6 triệu ha. 2,6 triệu, lô này 2,6 triệu. Thì vừa rồi không nhớ quay cái đâu. TL18 này mọi người, đây đầu con này là TL18. Bây giờ mình đến TL19 nha. Eptin 031. Đấy, em sẽ để con nặng. Những con này thì nó quá khỏe luôn này. Công suất tới 45,5cc, máy to lắm. Máy này nặng là dành cho các bác đi khai thác lớn đấy, tới 7,1 kg mọi người ơi. Đấy, lam này, cái lam không là hơn ký rồi. Lam Latin luôn mọi người. Lam này là hơn ký rồi, xích mới luôn. Đấy, máy này rất khỏe nhá, Eptin 041 chứ. Ồ, con này 48cc luôn mọi người ơi, chứ không phải là 48cc luôn. Eptin 031 của Đức. Máy đẹp leng keng.
Đó, hơn 7 cân cho mọi người nha. Đó. TL19 đồng giá 2,6 cho mọi người nha. Rồi TL20. 20 là một con Echo. Con này thì mọi người có thể sử dụng gia đình cũng được, một cách chuyên nghiệp nó cũng được hết. Cân nặng nó bao nhiêu ha? 401 EVL, máy đẹp len ken. Để làm xích đây, phần cắt được 4 tấc cho mọi người. Nặng 6,5 kg. 6,5 kg. Máy là 40cc, máy đẹp len ken. Máu Echo là đúng nhìn mê thật, đẹp ghê. Đó. Đã bình dân luôn. Rồi. TL21 cho mọi người. Cũng hãng Echo luôn. 4001 đó, thì nó cũng đều là 40cc thôi, nó giống như con vừa rồi ha. Làm cũng như nhau luôn, cắt được 4 tấc. 6,5 cân luôn. Đây. Hai chú này đồng giá. Chốt nào chốt ha. 40cc cật. Phải thẳng không phải suy nghĩ luôn. Rồi. Tiếp theo con TL22. TL22 thì con này không đi khai thác được mọi người nhá, nhưng mà đồng giá thì em để đây. Mẫu này nó trên vào mẫu kia kìa, cưa gia đình thôi mọi người nhá. Hãng của nó là 30cc thôi. Con này đời mới, cắt thì bao lợi sang bao bề, bao êm luôn, đổ cái chị êm luôn. Đó, phần cắt của cây lam 3,5 tấc xích chung chân mini ha. Rồi sang cân nặng. 4,9 kg nha mọi người nhá. Có xăng có nhớt rồi mà nặng có 4,9 kg nữa. Nhẹ phèo. Phục nhúng lò xo đầy đủ hết luôn, không có thiếu gì hết mọi người nhá. Bao êm luôn. Đó. Đúng không? 30cc. Con này đời mới nha mọi người nhá. Shimano Way đời mới, mới sản trên mạng này. Đời mới nhá. Rồi. Mình sang con cuối cùng trong cái lô 2,6 triệu này, đó là con ST041. Con này thì to lắm mọi người. Đây, rất là to. Con này thì mọi người chuyên sẻ đi chơi con này nhá. Đó, 2,6 triệu thôi. Đó, có bình dân thì mọi người luôn. Đây. Trời ơi. 8,4 cân lại. Đây là có xăng có nhớt rồi mọi người nhá. Đây là L23, phải nói con này là lam phần cắt được 50 nha mọi người nhá. Lam Latin xích lớn. Xẻ gỗ thì các kiểu thoải mái. ST041. Cái to nha mọi người nha. 61cc lận nha. Mọi người lưu ý con này 61cc. Chuyên sẻ nha. Đó, chuyên sẻ luôn. Quá to. Đấy, wow, mày quá to. 89 kg cho mọi người, nó nặng cái nào rồi. Ok. Lâu TL4 2,6 triệu cho mọi người nha. Giá quá ok luôn. Rồi, sang TL5. TL5 đâu? À đây, TL5 nó trên này. Trên đó này có 4 mã nha, mã cưa gia đình nha mọi người nha. Đây, TL5. Đồng giá 2,8 triệu nha mọi người. 2,8 triệu. Bây giờ vừa rồi em quay tới TL23 rồi. Bây giờ mình sẽ quay tới TL24. À, đồng giá 2,8 triệu, mã TL5 này. Đấy. Nó quá nhiều nha mọi người, thì xem cái mã em đọc nhé. Này là TL24 này, mã TL24 này. Còn mọi người nếu mà mọi người xem mà thấy nó ấy quá thì mọi người thì chụp ảnh màn hình lại giúp em nhé. Cân nặng là 4,6 kg này. SV3400, máy đẹp len keng cho mọi người nha. Đó, đẹp ạ. Rất là xuất sắc luôn. Đẹp len keng. Single làm cần phần cắt được 3 tấc ha. Con này 34cc nha mọi người. Đó. Ok. Con đó là con TL24. Mình sang con TL25 này. Con này thì lớn hơn nữa, kích thước tới 35cc lận. 4,9 kg mọi người nhé. V3500 TL25. Đó, máy làm Latin này, đẹp len keng này. Đây. Đẹp len keng mọi người. Hãng Echo sản xuất, máy rất đẹp, phải nói rất đẹp. Cưa gia đình thì những mã này thì mọi người dùng không suy nghĩ luôn. Đó. 5 cân ha.
làm Latin nha mọi người nhé, con này có làm Latin. Giá chỉ 2,8 triệu thôi mọi người. Quá rẻ luôn. Rồi, sang con TL26 á. TL26 là một thương hiệu đến từ Shinoway, trợ lực đời mới này. Cân nặng là 4,8 kg. Phần cắt cây lam tầm 3 tấc. Đây, đẹp len keng luôn, máy không suy nghĩ rồi, đời mới rồi. E2035S nhé, hàng đời mới cho mọi người nhé. Đẹp len keng. Con này thì nó 35cc luôn, cắt rất là lì luôn. Rồi sang con TL27 cũng hãng từ Shinoway. Con này thì mọi người cưa trong gia đình nha mọi người nhé. Con này là E1036S ha. Cân nặng là 4,8 kg. Đây, làm cắt được 3 tấc luôn. Xích chụp 1/4. Máy đẹp len keng. Con này 4 số là đời mới của Shinoway nha mọi người ha. 36cc, nòng 40 đó mọi người. Đây, lô này là lô TL5, tổng giá 2,8 triệu nha mọi người luôn. Rồi mình sang TL6. Đây, TL6 này thì chỉ có 2 máy thôi mọi người. Đó. Con 28 và 29. TL6 này thì chỉ 3,7 triệu một cây. Thì có đó là cái thương hiệu đến từ Shinoway. Hàng này hàng hệ cho mọi người nha. E350AB, máy đẹp lăng keng. Đi khai thác cắt bao ngọt, làm 4 tức, làm là tinh. Phần cắt được 3 tức rưỡi ha. Cân nặng 6 cân mọi người. Máy đẹp lăng keng mọi người nha. Đẹp. Múc. Giá chỉ 3,7 triệu thôi. Nguyên rin. Rồi, con cho lên 6 luôn. TL29, đồng giá 37 luôn ha. 6 cân rưỡi mọi người ạ. Đây, làm là tinh, làm cắt được 4 tấc. Máy đẹp, xuất sắc đó mọi người. Ok luôn. Quá là đẹp rồi. 3,7 triệu luôn này ha. Con này 39cc mọi người, con này 35cc. Hàng đi khai thác chuyên nghiệp. Đó, TL6. Rồi mình sang con TL7 này, nhiều mã, nhiều máy hơn này. Đó, là mấy máy này thì mọi người để khai thác tầm vừa nhé. Nó rơi tầm 39cc không ạ? 39-35cc mà cắt khai thác vừa. Rồi, mã vừa đến tính cho mọi người là mã 29 rồi. Bây giờ mình lên TL30. Là con máy này đây. Lô này thì đồng giá là TL7 là 3,1 triệu cho mọi người nha. 3,1 triệu. Cân nặng là 5,8 kg. Lam Latin này. Xích chung 325 này. Mã là Echokirit V3901 nhé. V3901. Đẹp len keng cho mọi người. Đó. Lam Latin, cắt được phần cắt được 4 tấc, 39cc. Cân nặng là gần 6 kg, 5,8 kg. Mọi người là nhớ giúp em là TL30 ha. Rồi TL31. Đi à. Đi. Rồi. Con Shinoway 394 TL31 ha. Con này 39cc, nằm 40, làm cắt được 4 tấc luôn. Đấy. Đẹp len keng, suy nghĩ mọi người nhé. 31. Đấy, 39cc. Phần cắt 4 tấc. 5,6 kg nha mọi người ha. 39cc. Rồi, sang con TL32. Con TL32 là cái thương hiệu là 39 Shinoway 394, 3 thì nó đang là 393. 39cc, cũng như vậy, phần cắt làm 4 tấc, xích làm Latin mà xích là xích chung 325 luôn. Cũng 5 cân rưỡi luôn, nó như con 394 thì khác cái màu thôi mọi người nhé. Mọi người không thích màu đó thì sang màu này. Đó. Mã nó là TL32 nhé mọi người nhé, mọi người nhớ nhá, TL32.
Rồi tiếp theo con tên là 33 này. Lấy nhân ghi 33 rồi như này. Cái điện thoại gì nó mờ thế này. Đây là 33. Cây lam này phần cắt được tầm 5 tấc. Đó, 5 tấc. Con này nặng này mọi người này. Con này lớn nha, con này 43cc mọi người nha. Cân nặng tới 6,6. Có xả áp này mọi người. Hãng Makita của Đức sản xuất. Đây. 43cc mọi người nha. Nặng 4,6 nhưng mà hình giáp làm xích là tới 6 cân mấy, gần 6 cân. Ok, gần 6 cân rưỡi. Nhưng mà làm rất là dài, làm cả ký hơn ký rồi. Máy đẹp len keng nha. 43cc. Con này Makita 4345 nha mọi người, DE này. DE 4345. Đó. Rồi, tiếp theo là con TL44. TL44 thì là bao nhiêu? 34 mọi người, xin lỗi mọi người. 33 rồi 34 nha. Nhầm. Makita MDE 350. Cân nặng là 6 cân nha mọi người nha. 6 cân. Cây lam phần cắt của nó là 4 tấc. Máy đẹp ngang keng. Mẫu này thì em nghĩ là cưa gia đình hợp lý hơn, 35cc đời mới nhà cưa gia đình thì ok hơn. Thì khai thác thì em nghĩ là nó hình nhỏ. Mọi người khai thác mọi người dùng con kia ngon hơn nhỉ. Mạnh hơn. Đó. 6 cân. Đẹp len keng mọi người ha. Con này 35cc mọi người nhá. Rồi, tiếp theo là con vẫn là trong cái lô này luôn. Đó. Lô TL7 nha. Đồng giá 3,1 triệu cho mọi người nha. Con Silway Shop 1039S là có trợ lực nha. TL35. Cân nặng là 5,9 cân. Lam thì phần cắt được 4 tấc, xích trung 325 luôn, xích lớn rồi nha. Máy đẹp, len keng. Đó. 39cc cho mọi người nha. Rồi, em đã quay xong lô TL7, giá 3,1 triệu cho mọi người ha. Cho nằm con này xuống cho nó đẹp nha. Rồi mình sang TL8 này. TL8 là những cái máy lớn đi khai thác này. TL8 thì ở đây thì em nói trước là có một con này là nó không đồng giá 5,5 triệu nha. Còn Estim 362 này nó tới 6,5 triệu lận. TL8 này 5,5 triệu ha. Thì có một con, hai con, ba con đồng giá là 5,5 triệu. Thì nó cùng những cái mã nào thì em sẽ quay cho mọi người coi. Mã TL36 rồi, lên mã TL36 đây. Đó. Lô này là TL8 nha mọi người ha. Là máy lớn đi khai thác nha. Mã này là mã Sinoway 685. Mã của nó là Sinoway 685 này. Hàng lớn nha mọi người nha. 68cc lận. À, 68cc. Ô, con này cần nặng, nặng lắm. Rất là nặng luôn. Tới 7 ký 7 nha mọi người. Nhưng mà cây lam này nó tầm cân rưỡi 2 cân rồi. Đây, xích nha, lam xích mới. Ok, lam này phải cắt được cả 5 tấc. 68cc. Máy lớn nhá, để đi khai thác. Đó. Đẹp lên phèo. Hàng lớn nha. TL36 nha mọi người nhé. Lau cái này đây này. TL36 còn nhớt bây giờ. Là đồng giá là lâu này là 5,5 triệu nha mọi người nhé. Rồi TL37. 37 thì con này nó trên giá nha mọi người nhé. 6,5 triệu. Con này Estim 362 đời mới, hai họng gió. Con này cắt rất là khỏe nha mọi người. Estim MS362. Con này rơi tầm khoảng 62cc nha mọi người. Đó, Estim đời mới nha, Estim là đời mới. Hàng rất là ngon, cây lam có 5 tấc, phần cắt được là 40cm, 5 Latin. Cân nặng là 7,8. Máy lớn nha. Máy này đi khai thác chuyên nghiệp mọi người nhá. Cục nhúng mà lò xo này rất êm ái. Hàng này mọi người xài thì nói chung là quá chất luôn. Đi khai thác để bao bền luôn. Cũng rẻ nữa. Đó, nó bụi bặm thì nó quay nó dơ, nó phải máy nó dơ thôi nhá, nó rất đẹp.
xuất sắc luôn ha. Cắt tin, bác nào mà có tiền mà chơi này thì cắt bao xuống luôn. Đời mới đấy mọi người nha, đời mới nhất đó. Đời này 2013 thì thôi. Rất là mới, cắt bền vô cùng luôn. Rồi cái mã này nó là 6 triệu rưỡi nha mọi người nha. À, 6 triệu rưỡi này em để trên tay cầm là 6.5 này ha. Rồi, chứ không phải là đồng giá 5 triệu rưỡi chết không luôn. Rồi, bỏ xuống em này. Đây là 38 lên nha. TL38 là một con Estin MS241C nha. Thì cái lô này nó cùng là đồng giá 5 triệu rưỡi cho mọi người luôn. Máy cũng đời mới luôn nha, 2013. 42.6cc, máy phải nói nó đẹp leng keng luôn mọi người. Không phải suy nghĩ luôn đó. Đó, mình đi dầu lâu nó cũng là đẹp. Xích mini chân 91. Làm là tinh, làm cắt được 4 tấc. Con này thì nó là 42.6cc đời 2013, đời rất là mới rồi, máy đẹp, đang kẹp xuất sắc luôn mọi người. Được không? Quá xuất sắc luôn. Rồi, ok, 5 triệu rưỡi nha mọi người. TL38 rồi, bỏ xuống nha mọi người. TL39 lên nhanh. TL39 này thì một con máy khá lớn nữa rồi. Con này nó Estin 036 nha mọi người nha. Cân nặng nó là 7,4 kg. TL39 đồng giá 5 triệu rưỡi luôn, hàng Germany, hàng của Đức. Và mã của nó là Estin 036 nha mọi người. 036 đồng giá 5 triệu rưỡi luôn. Đó. Trong nằm trong cái lô này thì có 3 mã là đồng giá 5 triệu rưỡi cho mọi người luôn. Đây, quay cho mọi người coi. Đấy. Máy này cắt thì bao khỏe là 61cc này. Cắt cực chất luôn, hàng lớn nhỉ, đi khai thác. Rồi ok, Estin 036 nha mọi người. Đó, đừng có lô là TL39 mà không em. Rồi, ở đây thì nó sẽ có ngoài lô luôn. 39, 40 đâu. Đây, 40 thì có một con cắt cỏ Honda nha. Cắt cỏ Honda là cắt cỏ Honda là 4 thì này. Honda 4 thì. Máy đẹp leng keng. Giá để cho mọi người là giá 2.7 triệu nha mọi người nha. Mọi người mua thì cứ liên hệ Zalo số điện thoại của em 0974644973 để bên em hướng dẫn mọi người làm thủ tục mua máy ha. Rồi, 4 thì giá 2.7 triệu. Tiếp theo con này thì 1.6 triệu TL41, hãng Rubin. Hàng này hàng Trung Quốc xuất Nhật cho mọi người, máy đẹp đen kem. Đó, một cắt cỏ. Đó. 1.6 triệu. Lòng 40. Rồi tiếp theo con Husqvarna này, thổi lá 125. TL42 giá 3 triệu cho mọi người nha. Thổi lá máy đẹp đen kem. Bác nào mà lười quét nhà thì bỏ này ra thổi lá bao chất. Rồi tiếp theo con TL45 là con cắt tỉa hàng rào, hãng Zenot tôi sản xuất, giá 2 triệu đồng thôi. Quá hời luôn mọi người. Và con cuối cùng là TL46 hãng ra 42 à, 43, 44 mọi người. TL44, xin lỗi mọi người nhé, đọc mã sai rồi. Con này Hitachi, nòng 40, 35cc, cắt cành máy lớn khỏe nhé, giá chỉ có 2 triệu đồng thôi. Rồi, em đã quay xong lô máy ngày hôm nay, từ TL1 cho đến TL8. Mọi người muốn chốt con nào thì mọi người nhớ cái mã của em, trong khi quay video thì mọi người có thể chụp ảnh màn hình, nhớ rồi mấy cái mã nhé. Em sẽ quay lại một lần nữa này, hai con thanh lý, giá 1 triệu 1 phải không ạ, à, về tự dọn nổ. Rồi lô này TL1 1.6 triệu. Đấy, 1.6 triệu. TL2 2.4 triệu. TL3 là 2 triệu. Rồi TL4 là 2.6 triệu. TL5 là 2.8 triệu. TL6 là 3.7 triệu. Đó. TL7 là 3.1 triệu. Đồng giá 3.1 triệu. TL8 là đồng giá 5 triệu rưỡi nha mọi người. Đó, toàn những máy lớn nhỏ đi khai thác chuyên nghiệp. Và nó là lô tuyệt vời luôn. Mà giá bên em đều rất là rẻ cho mọi người. Mọi người mua hàng cứ liên hệ số Zalo 0974644703 0337 019191, hai số Zalo của bên em nhé. Máy cực kỳ chất, đẹp,
giá cực kỳ rẻ trong cái mùa Covid này cho mọi người. Mọi người mua thì cứ liên hệ trực tiếp Zalo của bên em, nhớ cái mã số như TL, lô TL2 giá TL bao nhiêu, số 13, 14, 15 gì đó, mọi người cứ nhắc như vậy là em biết cái máy đó, em sẽ quay video riêng lẻ cho mọi người coi trên Zalo. Mọi người ok, mọi người chốt cho em nhé. Rồi, cảm ơn mọi người theo dõi video, xin chào mọi người.